tất cả các bạn đã quay trở lại với TA Daydreamer. Ở tập trước thì chúng ta đã biết tới những cái định nghĩa cơ bản cũng như là những dấu hiệu hay là nguyên nhân của căn bệnh trầm cảm. Và chúng ta cũng hiểu rằng tất cả chúng ta ai cũng sẽ trầm cảm, chỉ là khác nhau ở cái mức độ là nặng hay là nhẹ mà thôi. Vì vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái kế hoạch, những cái cách để chúng ta có thể tự trị liệu cho chính mình ở nhà. Và nếu như bạn cảm thấy chưa được tự tin, hãy tìm cho mình một người bạn hay là một nhà trị liệu tâm lý để cùng đồng hành với bạn trong khi bạn đang thực hiện những cái cách này. Vậy thì cần làm gì để vượt qua trầm cảm? Mình có thể gọi đây là một cuộc hành trình. Chúng ta không tự nhiên mà trầm cảm, không tự nhiên vào một ngày đẹp trời mà chúng ta bị trầm cảm, bởi vì đã thu nạp quá nhiều những cái dữ liệu căng thẳng qua bao nhiêu năm qua. Chính vì vậy, chúng ta cần có thời gian để làm lành, để kết bạn lại với chính mình. Sẽ có rất là nhiều người khuyên uống thuốc, nhưng mà mình lại không coi trọng việc này. Mình cho rằng việc vượt qua trầm cảm không cần thuốc thì mới chính là một cuộc hành trình về được đích. Và nếu có mua thì cũng sẽ là mua thêm hay là bổ sung thêm những cái loại vitamin mà thôi. Nói chung thì hầu hết các loại thuốc chống trầm cảm sẽ thường có tác dụng phụ. Và tùy cơ địa của mỗi người thì sẽ có những cái tác dụng phụ khác nhau. Và mình lập ra kế hoạch với những cái hoạt động kết nối với bên trong bản thân mình nhiều hơn. Bởi vì với mình thì trầm cảm là khi mà ta gần như đã bị mất đi cái sự kết nối với chính mình, dẫn đến những cái suy nghĩ hay là hành động lệch lạc. Và đây là một trong những cách mà Thu Anh đã áp dụng trong cái hành trình mà vượt qua trầm cảm. Cách thứ nhất, hãy cho chúng ta một cái chế độ ăn uống thật là lành mạnh. Những cái gì mà chúng ta ăn đều có thể tác động đáng kể đến cách mà cơ thể hay là tâm trí cảm nhận. Và mặc dù là mình rất là thích ăn nhiều thứ, nhưng mà Thu Anh nghĩ rằng hãy bổ sung thêm trong những cái thực đơn hàng ngày là ăn nhiều hơn trái cây, rau củ hay là hạt chứa những cái protein để cải thiện sức khỏe cũng như là năng lượng. Hãy tránh bỏ bữa. Hãy đảm bảo cho chúng ta những cái bữa ăn đều đặn. Cho dù là bạn ăn ít cũng được, nhưng mà hãy ăn thật là đều. Ngoài ra thì hãy hạn chế cái lượng caffeine cũng như là rượu, bia. Điều này sẽ tốt hơn cho sức khỏe cơ thể cũng như là sức khỏe tinh thần của bạn. Cách thứ hai cần phải bỏ vào kế hoạch vượt qua trầm cảm chính là hoạt động cơ thể hay là tập thể dục nhiều hơn. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng là chỉ cần 15 phút tập thể dục hay là hoạt động cơ thể mỗi ngày thôi thì chúng ta có thể làm giảm đi đáng kể những cái triệu chứng lo lắng, căng thẳng và trầm cảm. Điều này là do khi mà chúng ta hoạt động hay là tập thể dục thì sẽ phá vỡ đi những cái hormone căng thẳng như là cortisol, đồng thời là giải phóng endorphin giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái và thư giãn hơn, yêu đời hơn. Tuy nhiên thì không phải là hoạt động nào thì cũng sẽ khiến cho bạn trở nên tốt hơn, thế nên hãy lựa chọn cho mình những cái hoạt động phù hợp nhất. Có những bạn thì thích những cái hoạt động nhẹ nhàng, cũng có những bạn thì thích những cái hoạt động mà nó nhanh hay là nó mạnh mẽ hơn. Và đây là một trong những cái cách để chúng ta có thể hoạt động hay là tập thể dục. Ví dụ như là đi bộ trong 15 đến 30 phút, hay là làm vườn, trồng cây, tưới nước, lau nhà, rửa xe đạp, đi dạo hay là đưa chó đi dạo. Và cứ ít nhất 15 đến 30 phút chúng ta hoạt động mỗi ngày như thế này thì sẽ giúp cho điều chỉnh cho tâm trạng cũng như là cải thiện sức khỏe tổng thể. Cách thứ ba, hãy đắm chìm và đắm mình trong nắng. Ánh sáng mặt trời
rất là tốt cho sức khỏe. Nó cung cấp cho bạn serotonin này, rồi dành thời gian để sản xuất những cái vitamin D hay giảm huyết áp, giúp xương chắc khỏe. Chính vì vậy, vào buổi sáng có thể dành cho mình 5 đến 10 phút hoặc 15 phút để đón chào bình minh, để hít thở không khí trong lành dưới ánh nắng ban mai. Và với khoảng thời gian sáng sớm, ánh nắng mặt trời vô cùng tốt cho sức khỏe. Chúng ta hãy dành cho mình có thể là 2 đến 3 lần và dần dần tăng lên 3 đến 4 lần chúng ta dậy sớm, chúng ta đón ánh nắng mặt trời. Cách thứ tư, có được một giấc ngủ thật chất lượng chính là cách để chúng ta có thể chữa lành cái việc trầm cảm. Chúng ta không cần thiết phải ngủ quá nhiều trong một ngày, nhưng mà chúng ta cần phải ngủ đúng giờ và dậy đúng giờ. Và chúng ta làm thật là nhiều những cái thứ tích cực trong ngày, và rồi chúng ta có một cái giấc ngủ sâu vào buổi tối. Hạn chế lượng caffeine và rượu, rồi tăng thời gian để chúng ta tập thể dục trong ngày, chắc chắn sẽ giúp bạn đi vào những cái giấc ngủ sâu và nhanh hơn. Cách thứ năm, giao lưu với bạn bè và gia đình, tăng cái sự kết nối. Có rất là nhiều người khi bắt đầu có cái cảm xúc trầm cảm, họ sẽ rất là lười kết nối, họ không muốn nói chuyện, không muốn kết nối với ai cả. Và đây là một trong những cái cách mà hơi khó với những ai mà đang rơi vào những cái giai đoạn trầm cảm nặng. Nhưng mà mình có thể bắt đầu một cách từ từ, lên lịch cho chính mình, từ từ và chậm rãi. Từ một tuần chúng ta có thể gọi điện, nhắn tin cho bố mẹ hay là người thân hay là bạn bè. Và rồi thì sau đấy chúng ta có thể là lên một cái kế hoạch để đi thăm, hoặc là lên một cái kế hoạch để ăn trưa với bạn bè, đồng nghiệp hay là với người thân của mình, với bố mẹ của mình. Bất cứ ai mà bạn cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh. Và đây cũng là một trong những cách mà để khiến cho bạn nhấc cơ thể của mình ra khỏi một chỗ, đi ra ngoài, khiến cho cơ thể linh hoạt hơn, cũng như là cho tâm trí được thoải mái hơn. Cách thứ 6 là lên kế hoạch cho một cái hoạt động mà bạn yêu thích. Khi mà chúng ta bắt đầu bước vào những cái chứng trầm cảm, hầu như chúng ta có thể sẽ quên đi rất là nhiều những cái sở thích cũng như là thú vui, hay là những cái hoạt động yêu thích ngày xưa mà chúng ta rất là thích. Chính vì vậy, mặc dù gần đây có thể là bạn đã mất đi những cái hứng thú với những cái sở thích đó rồi, mất đi cả những cái niềm đam mê nữa, nhưng mà chúng ta hãy thử ngồi xuống và liệt ra những cái điều mà chúng ta đã từng rất thích làm, và chúng ta hãy thử làm lại một lần nữa. Có thể là nấu một cái món ăn nào đó thật là ngon, hoặc là làm ra một cái tác phẩm nghệ thuật, nghe nhạc, hay là viết nhật ký, hay là đi du lịch, hay là làm bất cứ một thứ gì ngày xưa mà bạn đã từng rất là đam mê. Và khi mà chúng ta làm lại một lần nữa, chúng ta có thể nhìn thấy mình bỗng nhiên thích thú trở lại với những cái hoạt động này. Và từ cái việc đó, chúng ta sẽ sản sinh ra những cái cảm xúc cảm thấy yêu thương mình hơn. Cách thứ 7, hãy tử tế với chính mình. Đây là một cái cách vô cùng quan trọng. Đôi khi chúng ta thường hay phán xét mình quá nhiều. Và ngày hôm nay, hãy bắt đầu tử tế với chính mình hơn. Mỗi khi mà chúng ta đưa ra những cái suy nghĩ không được tích cực cho lắm, chúng ta hãy chậm lại. Chúng ta chậm lại để chúng ta quan sát là tôi đang suy nghĩ không tốt về chính tôi, hay tôi đang suy nghĩ không tốt về một ai đó. Vậy cái suy nghĩ này nó có thật hay không? Tôi có xấu xa như vậy hay không? Tôi xứng đáng với những cái điều gì? Hiện giờ tôi đang mong muốn điều gì? Hãy thử hỏi cho mình những cái câu hỏi như vậy mỗi khi mà bạn đang có những cái cảm xúc vô cùng tiêu cực về chính mình, hay những cái hành động không hề tốt cho chính mình. Để mà nói và làm được như vậy thì nó cũng vô cùng là khó đối với những ai đang
ở trong một giai đoạn trầm cảm nặng. Tuy nhiên thì chúng ta hãy bắt đầu từng chút mà. Hãy bắt đầu từng chút nói những cái điều tử tế với chính mình và làm những cái điều tử tế với chính mình. Cách thứ 8, tắm nước ấm mỗi ngày. Dành 15 phút tắm nước ấm với nhiệt độ khoảng 35-37 độ. Có thể nếu như thích thì bạn thêm một chút muối hạt vào bồn tắm nếu như bạn tắm bồn, và bạn thư giãn trong khi bạn tắm. Nước ấm sẽ giúp cho máu được lưu thông tốt và cải thiện tinh thần của bạn hơn. Cách thứ 9, đó là ngồi thiền. Khi trong đầu có quá nhiều những cái luồng suy nghĩ tiêu cực, lo lắng và căng thẳng thì việc ngồi tĩnh tâm, lắng lại sẽ giúp cho chúng ta trong cái giai đoạn trầm cảm nhẹ nhàng gạt bỏ đi những cái căng thẳng, giảm bớt đi các triệu chứng của bệnh. Đồng thời khi mà ngồi thiền sẽ giúp chúng ta tập trung hơn và có thời gian nhìn nhận lại bản thân trong hiện tại nhiều hơn. Cách thứ 10 là tập yoga. Dành cho những ai mong muốn có một cái cơ thể thật là khỏe mạnh cũng như là tâm trí thật là lành mạnh thì chúng ta có thể thử tập yoga. Nếu như không có điều kiện ra ngoài tập yoga thì có thể bật YouTube hay là bất cứ một cái nguồn nào đó để chúng ta xem người ta dạy tập yoga như thế nào và chúng ta có thể học online. Cái cảm giác lo âu, trầm cảm hay giận dữ và các triệu chứng về thần kinh luôn luôn được cải thiện một cách đáng kể khi mà chúng ta tập yoga trong một thời gian dài. Và tuy nhiên, hãy bắt đầu một cách từ từ và tập những cái động tác mà thư giãn hay những cái động tác cơ bản trước, những cái động tác nhẹ nhàng trước để cho cơ thể của chúng ta được thích nghi dần với việc luyện tập. Cách thứ 11, chúng ta có thể dành ra những cái thời gian để học hỏi những cái điều mới lạ. Trầm cảm nhẹ thì sẽ hình thành những cái tâm lý ngại thay đổi hoặc không dám thay đổi vì sợ thất bại. Thay vì lựa chọn cho mình một con đường tăm tối như vậy, tại sao bạn không thử bước ra ngoài, thử thách bản thân với những cái điều mới lạ hơn? Việc học hỏi những cái điều mới lạ không nhất thiết là phải là những cái điều vô cùng tuyệt vời hay đặc biệt, chỉ là những cái điều rất là đơn giản thôi, như là tình nguyện giúp đỡ một người khó khăn hay là thử sức một cái lĩnh vực nào đó mà bạn yêu thích, kích thích bộ não của mình học hỏi và sáng tạo không ngừng. Hay là làm một cái điều gì đó trước giờ bạn chưa làm, đăng ký vào một cái khóa học hay là một cái khóa tu. Hãy thử thay đổi mình bởi cái việc mà học hỏi một cái điều gì đó mà bạn chưa hề học. Khi mà não bộ của chúng ta được kích thích bởi những cái điều gì đó mới và chúng ta phải áp dụng những cái điều mà chúng ta phải vận động não bộ và kích hoạt sự sáng tạo ấy, thì lúc đó sẽ giúp cho chúng ta giảm đi những cái triệu chứng trầm cảm rất là hiệu quả. Cách thứ 12, hãy bắt đầu làm những việc mà mình thích nhất. Hãy tìm kiếm lại cái niềm đam mê và đi theo cái niềm đam mê đó. Đam mê này thì không bắt buộc phải là sở trường của bạn. Nó có thể là những cái điều mà bạn đã mong muốn được thực hiện từ lâu nhưng mà chưa đủ sự tự tin. Nó khác với những cái điều mà bạn đã từng thích. Đây có thể là những cái điều mà bạn chưa từng thích, chưa từng làm bao giờ nhưng mà bạn thích chẳng hạn. Vì vậy thì một số gợi ý dành cho bạn có thể là bạn hãy thử viết lách một cái bài viết nào đó để truyền cảm hứng chẳng hạn. Hãy khám phá thêm một vài những cái ngôn ngữ mới, học hát hay tham gia một bộ môn thể thao, vẽ tranh, nghiên cứu. Tuy nhiên thì bạn cũng nên đặt ra một mục tiêu thật là rõ ràng để có thể đạt được những cái điều mà bạn muốn học và nó nằm trong cái khả năng có thể hoàn thành của bạn, để bạn có thể tự tin hơn và đạt được nhiều niềm vui hơn. Cách thứ 13, hãy quan tâm đến bản thân trong những cái thời điểm hiện tại như thế này. Không quá chú trọng đến những mục tiêu xa vời
và đừng quá quan tâm đến những cái suy nghĩ của người khác về bản thân. Trong những cái giai đoạn mà vô cùng là nhạy cảm, nếu như bạn bị trầm cảm thì hãy tập trung vào một mình bạn, đừng chú ý đến bất cứ ai cả. Và tập trung vào chính mình, làm những cái điều mà bạn yêu thích hay là làm những cái điều mà bạn mong muốn. Cách thứ 14, chúng ta hãy tạm ngừng cố gắng sửa chữa những cái vấn đề mà đã xảy ra trong quá khứ. Cho dù là bạn làm đúng hay làm sai thì những cái điều trong quá khứ hầu như cũng đã qua rồi. Và gần như là bạn đã có rất là nhiều những cái trải nghiệm từ những cái vấn đề xảy ra trong quá khứ đấy chứ. Bạn đâu phải là không nhận được gì đâu. Và nhiều những cái trải nghiệm như vậy thì sẽ luôn luôn đưa lại cho bạn một cái vốn kiến thức cũng như là kinh nghiệm để bạn trưởng thành hơn trong cuộc sống này. Chấp nhận cái hiện tại của bạn, rằng là nó không hoàn hảo như là điều mà bạn mong muốn. Tuy nhiên, chúng ta học cách yêu những cái điều không hoàn hảo đấy. Khi mà chúng ta chấp nhận bản thân có một vài khuyết điểm nào đó chẳng hạn, thì khi đó chúng ta mới thấy hiểu chính bản thân mình cần phải làm gì và không ngừng phát huy những cái điểm tích cực nào ở bản thân của chúng ta. Cách thứ 15, chúng ta có thể nuôi thú cưng, trồng cây hay là chăm sóc những cái cây cảnh rồi thú cưng mà mình yêu mến. Đây là một trong những cách mà nghe thì rất là đơn giản, nhưng mà khi chúng ta chăm sóc thú nuôi hay chúng ta chăm sóc cây, các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta dành rất là nhiều những cái kiến thức cũng như là những cái hoạt động tỉ mỉ. Khi mà chúng ta chăm sóc một ai đó, chúng ta cũng sẽ thấy rằng là chúng ta có trách nhiệm hơn, cũng như là chúng ta có nhiều cái tình yêu thương hơn. Cách thứ 16, hãy viết. Theo nhận định của các nhà tâm lý học cho rằng, việc viết ra những cái cảm xúc, suy nghĩ của mình sẽ giúp cho não bộ được cân bằng và điều chỉnh cảm xúc một cách thật là hiệu quả. Dựa vào các bản chụp cắt não bộ cho thấy rằng khi con người viết ra những cái cảm xúc của bản thân xuống trang giấy thì sẽ làm giảm đi hoạt động ở hạch của hạt nhân, cơ quan chịu trách nhiệm về những cái cảm xúc lo lắng, hoảng sợ hay hoang mang. Do đó, để có thể vượt qua trầm cảm nhanh chóng, bạn nên rèn luyện những cái thói quen viết nhật ký hay là viết ra những cái cảm xúc của mình trong ngày. Tốt nhất thì bạn có thể viết vào những cái buổi tối, viết trước khi ngủ để có thể tổng kết những cái hoạt động, những cái cảm xúc đã xảy ra trong ngày, viết ra những cái suy nghĩ muộn phiền của mình hay viết ra những cái suy nghĩ hạnh phúc. Và nhật ký được xem như một người bạn đồng hành để có thể lắng nghe những cái nỗi niềm mà bạn khó có thể chia sẻ ra bên ngoài. Cách thứ 17, từ bỏ các mối quan hệ không lành mạnh. Nếu ai đó mang lại cho bạn những cái cảm xúc lo sợ, đau khổ thì bạn có thể cân nhắc để từ bỏ những cái mối quan hệ đó. Hoặc nếu như bạn không thể loại bỏ hoàn toàn những cái người hay những cái mối quan hệ độc hại ra khỏi cuộc sống của bạn, thì bạn nên lựa chọn cái việc là hạn chế tiếp xúc và dành ít thời gian cho họ hơn. Tuy nhiên, nếu như có thể, bạn hãy nói chuyện thật thẳng thắn với họ để tìm ra những cái cách giải quyết vấn đề, tháo gỡ những cái khúc mắc và nỗi muộn phiền ở trong lòng. Ngược lại thì người bệnh trầm cảm nên duy trì và phát triển những cái mối quan hệ lành mạnh. Chúng ta hãy học cách đặt niềm tin vào những người thân xung quanh, chủ động liên hệ và trò chuyện với họ để cảm nhận được những cái tình yêu thương và quan tâm. Những người bạn tốt hay là thậm chí những người yêu thương chúng ta như bố mẹ cũng sẽ góp phần giúp chúng ta xua tan những cái suy nghĩ tiêu cực và mang lại chúng ta nhiều niềm vui cũng như cả cảm xúc hạnh phúc. Cách thứ 18, một cách vô cùng quan trọng ở trong cái kế hoạch vượt qua trầm cảm không cần thuốc của Thục Anh, đó chính là lòng biết ơn. Mặc dù ý thức cao hơn về mục đích chắc chắn sẽ làm cho cuộc sống của bạn có ý nghĩa và viên mãn hơn, nhưng mà bạn luôn cảm thấy biết ơn những gì mà bạn có. Một trong những nguyên nhân hàng đầu của trầm cảm và lo lắng là tập trung quá nhiều vào những gì mà chúng ta không có và không nhận ra những gì mà chúng ta đã có. Hãy nói về con mắt của bạn trong một giây. Bạn có bao giờ đánh đổi con mắt của mình để lấy đi 1 triệu đô la hay thậm chí là 1 tỷ đô hay không?
hãy sống thật với chính mình, câu trả lời sẽ là tuyệt đối không. Mình sẽ không thể nào đánh đổi đôi mắt của mình với bất cứ giá nào. Chính vì vậy thì bạn biết rồi đấy, bạn đang sở hữu một cái thứ gì đó, chính là đôi mắt của bạn, nó còn giá trị hơn 1 tỷ đô rất là nhiều. Và bạn nên cảm thấy biết ơn và hạnh phúc vì cái điều này. Chúng ta thực sự là đã được sinh ra trên thế gian này với rất nhiều những cái tài nguyên, rất nhiều những cái vật quý giá ban tặng. Và để vượt qua trầm cảm và lo lắng một cách thật là tự nhiên, biết ơn là một trong những cái cách để chúng ta thực hành hàng ngày trong cuộc sống. Không có nghĩa là bạn không tập trung vào tương lai hay là nỗ lực để hướng tới mục tiêu trong tương lai, nhưng mà chúng ta hãy biết ơn và hạnh phúc về những gì mà chúng ta đang có trước. Một cách mà mình thường thực hành lòng biết ơn chính là sau khi thiền vào buổi sáng hoặc buổi tối, mình sẽ dành cho mình 5 phút hàng ngày để biết ơn mọi thứ mà mình đang có trong cuộc sống. Chỉ 5 phút ít ỏi này thôi cũng có thể khiến cho mình cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng và nhận ra tất cả những cái điều cần thiết mà mình đang có. Và cách 19, có thể tìm cho mình một chuyên gia tâm lý, chính là một phương pháp được rất là nhiều người trầm cảm lựa chọn. Các chuyên gia tâm lý thì sẽ luôn luôn lắng nghe và đưa ra những lời khuyên để ổn định cảm xúc của chúng ta, chứ không thể nào giải quyết tối đa được những cái hậu quả hay là cũng như là những cái vấn đề đến từ căn bệnh trầm cảm. Thế nên nếu như bạn lựa chọn tìm một người chuyên gia tâm lý thì cũng hãy xác định rằng là họ không phải là người quyết định chúng ta sẽ khỏi bệnh hay không, mà chính chúng ta sẽ là người quyết định chúng ta có vượt qua trầm cảm hay không. Nhưng nhờ có chuyên gia tâm lý, có thể chúng ta sẽ biết được nguyên nhân mà gây ra bệnh, nguyên nhân gây ra cái sự bức xúc của chúng ta, và từ đó chúng ta sẽ cùng họ tìm ra những cái cách để tháo gỡ cái nút rối ở trong tâm hồn của chúng ta. Và dù cho bệnh lý có thuyên giảm thì chúng ta vẫn có thể giữ cái mối quan hệ, vẫn có thể gặp những cái chuyên gia tâm lý thường xuyên để có được cái sự vững tin và loại bỏ cái cảm giác cô đơn và lạc lõng. Nhưng đối với mình thì mình sẽ lựa chọn việc tạo ra một cái bảng kế hoạch vượt qua những cái sự trầm cảm của mình, vượt qua căn bệnh trầm cảm của mình một mình trước. Chúng ta phải thử thách chính bản thân mình trước, và cho đến khi mà chúng ta thật sự yếu đuối thì có lẽ là chúng ta mới có thể dẫn đến là đi tìm một ai đó để chúng ta dựa vào, như những nhà trị liệu tâm lý chẳng hạn. Và đó là 19 cách mà Thủ Anh chia sẻ với tất cả các bạn để áp dụng trong cái cuộc hành trình vượt qua trầm cảm. Đây chỉ là Thủ Anh đã tóm tắt thật là ngắn gọn để cho các bạn có thể mường tượng và lựa chọn. Các bạn có thể không áp dụng hết tất cả những cái cách này, nhưng mà hãy lựa chọn cho mình những cách mà mình cảm thấy phù hợp nhất. Và nếu như có vấn đề gì đó, hãy comment bên dưới để cho Thủ Anh biết hơn về những cái vấn đề của các bạn hay những cái thắc mắc của các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin cảm ơn tất cả và chúc tất cả chúng ta, chúc tất cả các bạn sẽ luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn bình an. Và khi chúng ta vượt qua những cái cảm xúc tiêu cực, những cái cảm xúc trầm cảm như thế này, thì điều cuối cùng mà chúng ta đạt được chính là chúng ta sẽ chia sẻ cái cách mà chúng ta đã vượt qua tới với những người mà cần chúng. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn